Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục An ninh Con tum hôm nay, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần tin về công tác xây dựng lực lượng và tình hình an ninh trật tự trong thời gian qua. Phần cuối chuyên mục là phóng sự Công an tỉnh Con tum đồng hành hỗ trợ mùa bão lũ. Sau đây là nội dung chương trình. Thực hiện quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 6 Bộ Công an, gồm Công an 6 tỉnh Con tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Bình Phước. Vừa qua, đoàn công tác Công an tỉnh Gia Lai do Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra chéo phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2020 tại Công an tỉnh Kon Tum. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có Thượng tá Trần Thị Thu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Nội dung kiểm tra tập trung vào những nội dung trọng tâm, tiêu chí thang điểm thi đua cụ thể trong việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, như kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, công tác bắt truy nã, điều tra và xử lý án, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, gắn với việc tổ chức thực hiện phong trào công an nhân dân, học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới và các phong trào thi đua khác. Tại buổi kiểm tra, công an hai tỉnh thảo luận, giao lưu học hỏi để nhân rộng những kinh nghiệm, mô hình và cách làm hay để từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc trong toàn lực lượng. Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2020 của Công an tỉnh Kon Tum đã bám sát nội dung, chỉ tiêu và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc sâu rộng trong toàn lực lượng. Có những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần xây dựng lực lượng Công an Kon Tum ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác trong tình hình mới. Để kịp thời động viên tinh thần đấu tranh, phòng chống tội phạm, vừa qua Thượng tá Trịnh Khắc Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã đến biểu dương và thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát Giao thông và Phòng An ninh Điều tra đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cụ thể, vào chiều ngày 27 tháng 10 năm 2020, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km 1542 đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 82C04475 lưu thông theo hướng Đắc Hà về thành phố Kon Tum, vi phạm lỗi lắp thêm đèn chiếu sáng phía trước nên Tổ công tác ra hiệu dừng kiểm tra, xử lý theo quy định. Thì phát hiện người đàn ông ngồi trong xe có những đặc điểm giống với đối tượng Lưu Tiến Thành, sinh năm 1982, trú tại khối 5 thị trấn Đắc Tô, huyện Đắc Tô, can tội tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, đang bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Kon Tum ra lệnh truy nã, nên nhanh chóng bắt giữ và bàn giao đối tượng cho cơ quan an ninh điều tra tiến hành xử lý theo thẩm quyền. Với tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực chuyên môn, trong thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với nhiều đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có lệnh truy nã, đối tượng trộm cắp, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Ngô Ngọc Thiếu, 31 tuổi, trú xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, 7 năm tù giam về tội danh giết người. Vào khoảng 22 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2020, trong lúc trông coi rẫy cà phê của gia đình, Ngô Ngọc Thiếu phát hiện Đồng Văn Tuấn là em họ của Thiếu dùng dao chặt phá 23 cây cà phê, tổng thiệt hại hơn 3 triệu đồng. Khi bị phát hiện, thấy Tuấn cầm dao đi về phía mình, vì bực tức và nghĩ Tuấn sẽ tấn công, nên Thiếu đã sử dụng con dao mang theo chém Tuấn dẫn đến tử vong. Ngoài hình phạt 7 năm tù giam, bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 330 triệu đồng và chịu toàn bộ án phí.